Xin chào toàn thể quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Và buổi tối ngày hôm nay là ngày 8 tháng 4 thì Xuân Đình đã tiếp tục giới thiệu cho quý vị với những cái sản phẩm mới về. Và trong clip này thì Xuân Đình sẽ giới thiệu cho quý vị ba chiếc âm ly của hãng Pioneer. Model của nó là SA7900. Dòng này thì rất là huyền thoại, rất là nổi tiếng cũng như rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Hôm nay về được ba chiếc thì nếu nói về đánh giá về độ đẹp thì chỉ có một từ là xuất sắc để phục vụ cho quý vị. Mặt mũi không có một vết xước cũng như không có bị chảy về mặt gì cả, núng nút thì đẹp long lanh. Đây là con dưới cùng. Và thứ hai, mặt của nó là mặt phay nhôm quý vị nhé. Và dòng này thì nó thiết kế là chuẩn là size 42. Hình thức thì rất là đẹp. Những dòng Pioneer SA7900 này thì nó sẽ là đối tác cho những dòng loa JBL, loa cây, loa cột. Đấy, đánh những dòng Pioneer này rất là hay. Không phải là dòng Pioneer nào cũng đánh được đâu nhé. Dòng 7900 thì lại ghép rất tốt với những dòng loa cây của JBL hay những dòng loa Boxcel. Bên cạnh đó thì với những dòng loa Nhật thì bass 2530, những dòng Pioneer 7900 này đánh cũng rất là tuyệt vời. Những dòng này thì được anh em trên thị trường rất là ưa chuộng, đặc biệt là các bác lớn tuổi hay rất là thích những dòng Pioneer 7900. Nói chung là nó cũng song song như 7800 mắc đôi ấy. Thì những dòng 7900 này thì cái phân khúc của nó thì khá là mềm mại, mức giá chỉ có hơn 4 triệu một chiếc. Nhưng mà các bác thì chơi được rất là nhiều những loại loa, loa Nhật hay loa ngang ngố S90 thì những dòng 7900 này đánh cũng rất là tốt. Dòng này thì nó chạy 4 sò than 2 vít giống đặc của 7800 mắc đôi. Cho nên là cái chất âm của những dòng này thì nó rất là hay. Và cái mức giá thì nó rẻ bằng 1 phần 3 của 7800 mắc đôi quý vị nhé. Rất là rẻ. Thiết kế thì rất là mỏng, gọn gàng, xinh xắn và có hai đèn tia ở chính giữa rất là đẹp khi có tín hiệu âm thanh. Và Xuân Đình nó đang test với cặp Liverpool D500. Thì đây là một cặp gọi là bài trùng, phối ghép với nhau cực kỳ là hợp. Và cái bộ này thì với phân khúc là dưới 10 triệu, anh em sẽ có một cái bộ âm thanh bày ở phòng ngủ, phòng khách hay là phòng làm việc cũng vậy, nhìn nó rất là sang trọng luôn. Vì cặp loa này vỏ của nó làm gỗ màu vàng rất là tuyệt vời. Mà lúc trưa nay Xuân Đình có đăng rồi. Thì bây giờ chỉ làm một cái clip test để cho quý vị được thưởng thức cái chất âm của những dòng Liverpool này. Liverpool D500 này thì nó chỉ có sau D500 mắc đôi thôi quý vị nhé. Dòng này cũng khá là ít trên thị trường, nhiều khi thì cả năm Xuân Đình mới về được một hai lần chứ cũng không có nhiều. Cặp này thì nó còn tương đối là đẹp, thùng không có chảy xước, chỉ có ở cái phần trước mặt này nó hơi chảy một chút xíu thôi. Thì cái này đã có ê căng nó đậy vào rồi, nhưng khi bán và tả cho anh em thì Xuân Đình sẽ tả kỹ chi tiết để anh em mất tiền mua thì cũng hài lòng với cái sản phẩm của mình. Sau đây thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như hướng dẫn anh em cách sử dụng và báo giá cho anh em sản phẩm ngày hôm nay. Quá đẹp rồi nhá. Đây là phím bật tắt nguồn. Bật tắt nguồn. Trong này thì nó chỉ đánh AB riêng biệt, nó có trở kháng là 6 ohm. Trở kháng là 6 ohm quý vị nhá. Ghép tốt với những dòng loa Nhật như Pioneer CF4575 T66 CF7000. Nhà Xuân Đình có rất là nhiều những dòng này đều ghép rất là tốt. Và những dòng loa cây cột của JBL hay là những dòng Boxcel của châu Âu thì những dòng Pioneer đánh rất là tốt. Có chỉnh bass check đầy đủ trên máy, khi em gạt xuống ton, xuống on này, gạt ton xuống on thì bass check mới có tác dụng. Mono sitter thì để sitter, Supric là giảm tần số của bass check nên anh em phải gạt lên trên. Đây là cái đèn báo nguồn, hai đèn tia trái phải. Có nào nốt cái đường tab 2 này, nếu như em gạt xuống thì cái đường tuner và đường tab 1 và AUX sẽ không có tác dụng nữa. Cho nên nếu như sử dụng thì em gạt xuống, nếu như không sử dụng thì gạt lên trên. Đây là ba lăng, trên này là đường vào, cùng với đường tuner, AUX, tab 1, tab 2, bốn đường vào luôn. Ngoài cùng là núm volume. Độ đẹp của cả ba chiếc âm ly ngày hôm nay thì đánh giá với anh em là xuất sắc toàn bộ, không có điểm chê. Đấy là cách thức cũng như hướng dẫn anh em cách sử dụng về chiếc âm ly Pioneer này. Nó đang có mức giá là 4 triệu 200 nghìn đồng. Tùy vào từng thời điểm nhập, nhưng Xuân Đình thì chỉ bán cho anh em cũng như mong muốn là anh em mua được cái sản phẩm tốt, mà cái mức giá của nó thì là khá là mềm mại chứ không nhất thiết phải cao như giá thị trường. Cái dòng này ấy, thì nó có cái đặc biệt, đó là cái phần vỏ này. Vỏ này thì nó được bọc một lớp da ở bên ngoài.
Cho nên là nếu như bẩn ấy thì anh em chỉ cần lấy một cái khăn ẩm lau qua thì nó sẽ rất là sạch và nó tránh được tình trạng han gỉ. Ba chiếc ngày hôm nay từ góc cạnh đằng trước, đằng sau, phần vỏ nắp trên cũng vậy, đều và rất là đẹp. Quan trọng nhất là các cái yếu tố chính trên một chiếc Omni đó là nguồn tụ công suất thì phải bao zin cho anh em tuyệt đối. Cũng như cái chất âm của những dòng này thì đã được rất là nhiều các bác lớn tuổi chơi cũng như thanh niên anh em đã chơi qua những dòng này thì đã hiểu về cái chất âm nó rất là tuyệt vời. Mức giá của nó là 4 triệu 200 nghìn đồng. Dòng này nó có công suất là 130W nên đánh rất là hay, tiếng rất là tốt. Nhiều khi các bác thì hay hỏi cái công suất nó có 130W thì làm sao mà kéo được những dòng nó bát 2530. Nhưng xin thưa quý vị là dám đảm bảo với quý vị luôn, kể cả là những dòng Diatone DS 73D hay là 77EXV như Xuân Đỉnh đang bán thì những dòng Omni Piano này đánh rất là tuyệt vời luôn, thậm chí ghép thêm vang để hát karaoke gia đình rất hay. Mức giá của chiếc Piano 7900, ba chiếc đều và giống nhau và đẹp xuất sắc, mức giá là 4 triệu 200 nghìn đồng. Còn lấy cặp loa mà Xuân Đỉnh vừa test cho anh em, đó là cặp Liverpool D500, cấu hình là bass 18 gân mút đã được thay mới vì dòng này qua đường tàu biển về đều bị một gân, một tép đôm. Thùng của nó có kích thước là chiều ngang 25, chiều sâu là 28, vỏ lạm gỗ màu vàng rất là đẹp, góc cạnh đằng trước đằng sau thì xuất sắc. Nhưng đây vẫn là hàng cũ, loa thì trùng series, model series của nó là 6476. Đây là thông số, trở kháng là 6,5 ohm, độ nhạy 90 dB, nặng 11,5 kg một thùng, giải tần từ 35 đến 45 kHz. Công suất max của nó là 180W một loa, còn công suất chính của nó là 50W, còn kia công suất chịu tải. Cặp này thì Xuân Đỉnh đang bán cho anh em với mức giá là 5 triệu 500 nghìn đồng. Đây là chiếc loa còn lại, căng cước cũng còn đầy đủ và còn khá là đẹp. Đấy. Duy nhất chỉ có cái điểm xấu ở trước mặt mà Xuân Đỉnh vừa chỉ cho anh em luôn ấy, đó là cái phần hơi chảy một chút xíu. Và đây là e căng, căng nó thì còn đẹp tuyệt vời. Tem đầy đủ luôn. Khi phối ghép với dòng Pioneer 7900 này thì Xuân Đình cảm thấy nó rất là hợp, đủ ba giải và tiếng bass nó xuống cực kỳ là sâu và uy lực, chất âm rất là hay. Cả một cái cặp này thì anh em nếu mà chưa có điều kiện chơi những bộ âm thanh đắt tiền thì đây sẽ là một trong những bộ âm thanh rất là đáng chơi, mức giá của nó là dưới 10 triệu. Anh em sẽ chơi tốt phòng diện tích từ 30 đến 35 mét vuông, chất âm cực kỳ tuyệt vời. Những dòng này là dòng bé, gọi là bé hạt tiêu, vì nó là bass 18 nhưng củ của nó là củ bọc xương đúc, củ bọc chống từ, nam châm kép, cũng như là thiết kế là hai phân tần riêng biệt, loa bass riêng và loa tép riêng, những cái chất âm nó rất là hay. Và như vậy là trong clip buổi tối ngày mùng 8 tháng 4 thì Xuân Đình đã giới thiệu cho quý vị những cái sản phẩm mới về. Chi tiết cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395 727582. Tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.